Tiếp theo nhá, chúng ta hãy cùng chuyển sang đi. Cái ví dụ thứ ba, đấy cũng là một cái ví dụ khá là ngắn nhá. Đấy lúc thì người ta cho dài, lúc người ta cho ngắn, nhưng mà tóm lại là gì? Ta vẫn được khoanh được cái từ mà chính ở trong cái câu này, được không? À, cụ thể là cái ví dụ ba này, mình lấy trong đề ngày uh, 17 tháng 10 năm 2018. Đây. Thực hiện chính sách kích cầu của chính phủ ngành thuế đã tập trung xử lý việc giảm thuế thu nhập cá nhân ok chưa đấy tóm lại là gì à, đề này nó như này thôi nhưng mà chúng ta vẫn phải biết là ấy, cái từ khóa chúng ta đó là gì đúng không thế là gì thực hiện chính sách kích cầu đúng không này thứ nhất là kích cầu này thì ngành thuế đã xử lý việc giảm nhá đấy mấy cái mà từ khóa ấy, nó hay có từ tăng này hay từ giảm đúng không cụ thể đây là gì đó là giảm thuế thu nhập đấy mà thuế thu nhập các bạn nhớ là gì không đấy tổng tổng thuế nhá t nhá nó cho rằng là t ngang t ngang là thuế suất thuế tự định ấy cộng ti đúng không với t đây ấy, đó là gì Để t ngang nhá t ngang ti y với t đây người ta gọi là thuế suất hay còn gọi là thuế thu nhập ấy thì tóm lại là gì tóm lại là um, việc giảm thuế thu nhập đúng không giảm thuế thu nhập ở đây ấy, đó là t giảm t nhỏ giảm đấy đúng không nào đó thì tóm lại cả câu này người ta chỉ muốn nói là gì thôi đó là ấy, uh, giảm thuế thu nhập thôi đúng không? và đây, cái câu này á, người ta nói luôn là vận dụng mô hình ISLM để chỉ ra tác động tích cực và tiêu cực của chính sách này đến nền kinh tế Việt Nam, đúng không? đấy tóm lại là như thế thôi. tóm lại là người ta đang hỏi chúng ta là, um, hãy vận dụng cái mô hình ISLM thôi, đúng không nào thì chúng ta chỉ sử dụng một cái mô hình thôi nhá. đấy, với cái đề nào mà nó dễ dễ thì đấy, thì đấy cho chúng ta nói ra mô hình trước luôn. còn nếu mà người ta không nói thì chúng ta cũng biết được, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ vẽ vào nhá. Đấy, chúng ta đã xác định được rồi. Và chúng ta gạch chân được từ khóa rồi. Thì tóm lại chúng ta sẽ um, làm theo các bước thôi. Đấy, với các bước đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái mô hình cân bằng ban đầu ra, đúng không? Bước tiếp theo chúng ta sẽ xác định được cái đường nào mà nó di chuyển hay là thay đổi à, dịch chuyển hay là thay đổi độ dốc ấy. Chúng ta sẽ vẽ cái mới chúng ta kết luận là xong đúng không? Đấy, các bước khá là ngắn gọn và đơn giản thôi. Thì tóm lại đây là gì? À, cái mô hình ISLM đúng không? Thì đây sẽ là, là Y này, đúng không? Là lãi suất, đây sẽ phải là y lớn này nó thu nhập đúng nào thì cụ thể đây nhá chúng ta sẽ vẽ này đó là lm nhá của chúng ta có một cái đường à, dốc lên nhá lm và is chúng ta là một cái đường dốc xuống đúng không is hay đây chúng ta sẽ cân bằng ở đây nhá đó là y không này và y không này đấy y nhỏ là lãi suất nhá còn y lớn là sản lượng đúng không Thôi thì đây là gì bây giờ người ta đang giảm thuế suất này t nhỏ mà giảm á đúng không đây các bạn phải nhớ là t nhỏ thì nó liên quan đến cái đường nào đây Đấy. các bạn nhớ nhá là các bạn có thể mở lại cái chương 4 các bạn xem đó là uh, cái, đến cái mô hình mà is lm đúng không thì chúng ta sẽ viết biết được là cái is là cái đường mà cân bằng trên thị trường hàng hóa còn lm là cân bằng trên thị trường tiền tệ đúng không mà cân bằng trên thị trường hàng hóa khi mà ad bằng y còn cân bằng trên thị trường tiền tệ khi mà ms bằng md đúng không? Hay lại cứ cung bằng cầu thôi là được. Đấy, thế đây là gì? Ờ, cái T này thì là thuế đúng không? Thì nó sẽ liên quan ở trong cái uh, IS đấy, đúng không? Cụ thể đây là gì? Các bạn có thể nhớ lại đó là gì? Cái T ấy, bây giờ T giảm đúng không? T giảm thì suy ra nhá. IS sẽ thoải hơn, đúng không? IS sẽ thoải hơn. Đó. đúng không đấy cụ thể đây là gì ngành thuế là tập trung xử lý việc giảm thuế thu nhập đúng không giảm thuế thu nhập Máy thì t nhỏ giảm tí hết chúng ta sẽ thoải hơn đúng không mà cụ thể đây nhá là người ta chỉ yêu cầu chúng ta là chỉ ra những các động tích cực và tác động tiêu cực thôi đúng không nào nhưng ta không không yêu yêu cầu chúng ta là cái chính sách nào có hiệu quả hơn hay gì đó đúng không cái chúng người ta đang không yêu cầu là, là so sánh các chính sách nó hiệu quả đúng không thì chúng ta sẽ vẽ nhá thoải hơn chúng ta biết là thoải hơn rồi chúng ta sẽ vẽ thoải hơn hẳn luôn đúng không Đấy, chúng ta vẽ thoải hơn nhá. Đó là chúng ta thoải hơn hẳn sang ra ngoài đi. Đấy, mà các bạn biết tại sao mà chúng ta lại thoải hơn như này mà chúng ta không phải là thoải hơn nó như này không? Biết tại sao không? Bởi vì nhá, đó là ấy, khi mà thuế suất này giảm xuống, tức là thuế giảm, thuế giảm thì sản lượng có tăng không? Các bạn có thể rất là dễ đúng không? Suy luận ra là thuế giảm thì sản lượng sẽ tăng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái mô hình 45 độ để chúng ta chứng minh điều này, đúng không? Nó dựa vào hệ số góc á của cái đường AD trong mô hình 45 độ á thì chúng ta biết là khi T giảm ấy thì AD của chúng ta cũng dốc hơn thôi đúng không? Mà dốc hơn thì sản lượng sẽ tăng lên. Đó, cho nên cụ thể ở đây ý, thì chúng ta sẽ vẽ dốc hơn là như à, thoải hơn là như này nhá. Thoải nói thoải hơn ra hẳn như này, lên trên này được chưa? Đấy. Thì khi mà nó thoải hơn á thì chúng ta sẽ biết được là gì đây? Uhm, chúng ta sẽ dòng xuống đây nhá. Để chúng ta cắt đau, bây giờ chúng ta có điểm cân bằng mới đây rồi. Thì nó dòng xuống tại xác định được à? i 1 nhá. Và chúng ta dòng sang tại xác định được đây. Đây là Y1 được không? đó như lại lãi suất tăng lên này và đây sản lượng cũng tăng lên đúng không? đấy thì cụ thể đây người ta đang hỏi chúng ta là gì hãy chỉ ra những cái, cái tác động mà tích cực và tiêu cực đúng không? thì đây nhá các bạn chú ý ở đây á là t bằng t ngang cộng ti i nhá, là, à, t bằng t ngang cộng ti đấy thì ở đây nhá, đây phân tích là gì? Uhm, khi mà ít thoải hơn ấy có nghĩa là khi mà à, cái đâu khi mà chính phủ á là quyết định giảm thuế thu nhập đúng không? thì khi mà giảm thuế thu nhập đây chúng ta đã xác định rồi là là tóm lại là chúng ta xác định được hai cái điều này đó là um, đây đây chúng ta xác định là y nhá y chúng ta tăng lên nhá và p chúng ta cũng tăng lên đúng không nào đó thì đây là gì? khi mà uh, y tăng y tăng các bạn còn nhớ chúng ta kết luận là gì không? đấy thì y tăng là gì? nền kinh tế đang tăng trưởng đúng không? tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế nhá mà đi cùng với tăng trưởng kinh tế là gì là thất nghiệp giảm đúng không? Đấy thì đây chính là những cái tích cực, đây thì tích cực đây nhá. Để ghi là tích cực và tiêu cực. thì tích cực bao gồm gì? Đây tích cực thì bao gồm hai cái điều này nhá, tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp giảm xuống. Các bạn ghi vào đây là được đúng không? À, thì ngoài ra còn điều gì mà tích cực nữa không? Ok, đó hình như không còn đâu đúng không? Chúng, ok bởi vì ở trên cái mô hình mà ISLM ấy, đây người ta yêu cầu là vận dụng mô hình ISLM thôi mà, đúng không? Thì vận dụng mô hình ISLM chúng ta phải nhìn thấy cái lãi suất này và cái sản lượng thôi, đúng không? Đấy, khi mà uh, chúng ta kết luận được rồi, đó là um, lãi suất tăng và sản lượng tăng, đấy thì với sản lượng ấy, thì chúng ta kết luận được là tích cực, đấy, bao gồm hai điều. Đó là nền kinh tế chúng ta tăng trưởng và đi cùng với đó là thất nghiệp chúng ta đang giảm xuống, đúng không? Thì tiếp theo là gì? Um, tiếp theo là còn cái lãi suất thì sao? lãi suất mà tăng lên đấy, thì các bạn còn nhớ sẽ xảy ra cái điều gì không? thì như các bạn biết đấy, khi mà đây, khi mà có sự tăng lên ấy, của lãi suất thì sẽ gây ra là gì? cái hiện tượng thoái lui đầu tư đúng không? đấy thì cái điều này chính là cái điều tiêu cực ấy, đúng không? Đấy, như chương 4 mình đã dạy về cái, cái quy mô thoái lui đầu tư rồi nhé. đấy, khi mà lãi suất tăng lên thì sẽ có hiện tượng đó, đúng không? thì uh, tiêu cực chúng ta ở đây ấy, sẽ gây ra cái gì? gây ra hiện tượng thoái lui đầu tư nhá thoái lui đầu tư. Đúng không nào? đó đấy sử dụng mô hình ISLM mà chúng ta sẽ xác định được hai điều này thôi đó là uh, y và y lớn và y nhỏ đúng không mà y lớn ấy, thì nếu mà nó tăng thì nó lại gây ra tích cực đúng không đấy, mà đi cùng với y lớn tăng thì sẽ là y nhỏ cũng tăng y nhỏ tăng nó lại gây ra sự tiêu cực đúng không nào đó là vì như đã nói rồi đó ấy không có gì được lợi cả hai mặt cả đúng không nó lợi cái này thì nó phải hại cái kia đúng không đó các bạn nhớ thế nhá đấy, thì đây chúng ta đã xong cái ví dụ ba của chúng ta rồi đúng không điều nào tiếp theo chúng ta đã chuyển đến cái ví dụ cuối cùng ok không đây cuối cùng khá là gian nan đấy nó cũng đề dài luôn đó à, nếu mà chúng ta không biết cách làm chúng ta làm câu này ấy, sẽ thường mất rất nhiều thời gian bởi vì đi nó dài chúng ta đọc chúng ta mất nhiều thời gian rồi đúng không nào à, nhưng mà chúng ta đã có cách làm nha mình đã chỉ rồi đấy tóm lại chúng ta đọc một cái đề ấy, chúng ta không phải đọc hết đâu chúng này cần chúng này cần ghi ra những cái từ chính thôi đúng không và chúng ta sẽ làm được thôi và chúng ta chỉ cần thứ nhất là ghi ra từ chính khoanh vào đấy thứ hai là gì thứ hai là chúng ta cần xác định là chúng ta sử dụng cái mô hình nào trong cái bài này ấy, là chúng ta sẽ làm rồi đúng không nào thì cụ thể đây nhá là cái đề ngày 11 tháng 5 năm 2018 tám à, ngày 15 tháng 2 năm 2009 Quốc hội Mỹ đã thông qua gói kích thích kinh tế của tổng thống bao gồm khoảng 500 tỷ đồng dùng cho ti tiêu các chương trình xã hội đây tóm lại là người ta sẽ chi tiêu này đấy chi tiêu 500 tỷ đấy, vào các chương trình xã hội đúng không Hey, còn nhớ không, à, đây là chi tiêu đúng không, mà của tổng thống bỏ ra, đây chính là chi tiêu của chính phủ ấy, đúng không Đây chính là chi tiêu của chính phủ là G, G tăng lên, đúng không nào Đấy, đấy chỉ cần đọc như thế thôi, đấy như mình đã nói rồi Mấy cái này, đề này thường thì sẽ hay viết theo cái thể loại gì Đó là diễn dịch đúng không, chúng ta ghi câu chủ đề đầu tiên, xong rồi ta mới phân tích ra Đấy, chúng ta cần đọc mấy cái dòng đầu và chúng ta tìm được cái câu chủ đề của cái này rồi, đúng không Đó Rồi, tóm lại là gì đây Đấy cụ thể đằng sau là người ta đang nói là tụ cụ thể người ta chi tiêu bao nhiêu bao nhiêu đúng không? Và um, cái câu hỏi chúng ta là gì đây? Chúng ta cần quan tâm là từ chính và câu hỏi thôi. Thì câu hỏi là gì? Vận dụng kiến thức kinh tế vi mô phân tích tác động của chính sách này, chính sách này nhá. Đến nền kinh tế Mỹ, cụ thể là các chỉ tiêu như là lãi suất này, đầu tư này, tăng trưởng, thất nghiệp và lạm phát. Đây. Lãi suất, đầu tư, tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát. Đó tiếp theo là gì chính sách này của cái chính phủ sẽ phát hiệu cả cao trong điều tiết sản lượng khi mức độ nhạy cảm của cầu tiền với lãi suất là lớn hay nhỏ giải thích ở minh họa trên mô hình đấy các bạn lại nhớ này uhm, đây đầu tiên là người ta cho g thay đổi nhá đây Chính sách chính phủ đang thay đổi tiếp theo là gì uhm, phân tích tác động đến này lãi suất đầu tư tăng trưởng thất nghiệp lạm phát đấy đây là gì uhm, lãi suất đầu tư tăng trưởng thất nghiệp lạm phát thì bắt đầu chúng ta thấy không ra thấy g này đây g đang tăng này Đó Đấy. mà g á, thì chúng ta còn nhớ không ad sẽ bằng là c cộng y cộng g cộng ex và trừ im Đấy, thì cụ thể đây là nhá g mà tăng lên thì ad tăng đường ad thì phải ở trong mô hình ads đúng không nào mà người ta hỏi chúng ta là gì người ta hỏi chúng ta cả um, đây người ta hỏi chúng ta cả lạm phát có nghĩa là người ta hỏi chúng ta cả p đấy đúng không chúng ta chắc chắn là đầu tiên chúng ta phải sử dụng cái mô hình ADIS đã đúng không? Đây chúng ta xác định ADIS. Đấy, ADIS nhá. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo nhá, sau khi chúng ta sử dụng mô hình ADIS rồi, chúng ta sẽ xác định được là gì đây? Sẽ xác định được là làm tăng trưởng kinh tế như thế nào đúng không? Thất nghiệp như thế nào và lạm phát như thế nào rồi nhá. Tăng trưởng của thất nghiệp thì nó dựa vào Y đấy, đúng không? Đây chúng ta phân tích nền kinh tế Mỹ mà. Đấy, cụ thể đây là G là chi tiêu chính phủ Mỹ đang tăng lên, đúng không? Và chúng ta còn cái gì nữa? Còn lãi suất và đầu tư nữa đúng không? Lãi suất là y nhỏ đấy. Đấy, thì từ hướng ấy, sau khi chúng ta sử dụng mô hình ADAS rồi thì chúng ta đây là cái hướng nha, mình sẽ ghi ở đây. Sau khi chúng ta sử dụng cái mô hình ADAS rồi thì các bạn thấy không? Đó là ấy, chúng ta sẽ có cái gì? Uhm, chúng ta sẽ xác định là y cân bằng bây giờ như thế nào, đúng không? Mà y á, mà chúng ta biết là MD không? Đây mình đã ghi ở một cái câu nào người ta? MD bằng KI trừ HI. Đây D nhá. MD đấy bằng KI trừ hi đó rồi khi mà md bằng cai trừ hi thì khi mà cái y của chúng ta thay đổi ý, chúng ta lại biết là md thay đổi như thế nào đúng không mà khi md thay đổi như thế nào chúng ta lại biết là thay đổi của lãi suất thôi đúng không là y đấy đấy thì ra ban đầu chúng ta sử dụng mô hình adx tiếp theo chúng ta sử dụng cái mô hình gì ta sử dụng mô hình mdms đúng không đấy tiếp theo chúng ta sử dụng mô hình mdms để chúng ta nhận xét hai cái điều kia cái trên nào sau khi chúng ta sử dụng cái mô hình MDMS MD, MD rồi thì sao đây? Thì lại người ta lại hỏi nữa là chính sách này sẽ có hiệu quả cao đúng không? Mà hiệu quả cao ấy như mình đã nói rồi, đó là cái dấu hiệu của cái gì? Của cái mô hình cuối cùng nhá, đó là mô hình ISLM đúng không? Tóm lại bài này cũng giống cái bài mà ví dụ hai đấy, ta phải sử dụng ba cái mô hình. Ok không nào? Đấy. Đây là hướng làm nhá. Cụ thể như thế nào chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nhá, chúng ta sẽ làm. Đây. Bắt đầu các bạn còn nhớ là gì không? ban đầu đó là chính phủ là thực hiện tăng chi tiêu à, khi mà chúng ta biết là g tăng đi g tăng thì ad tăng đúng không ad tăng lên thì khi mà ad tăng thì đường ad dịch phải nhá các bạn nhớ suy ra đường ad dịch phải đúng không Đấy, vì chỗ này nó khó viết cho nên mình viết các bạn rất khó nhìn Đấy, nên mình sẽ hạn chế viết mình sẽ nói nhá các bạn sẽ tự ghi vào được chưa thì cụ thể đây chúng ta vẽ cái mô hình ADAS thôi. Thì mô hình ADAS ở trên này chúng ta sẽ, sẽ là P này và sẽ là I này. Đấy các bạn cứ nhớ nhá nếu mà trong ấy, mà người ta hỏi à, à có cả lạm phát như thế nào ấy đúng không? nếu mà hỏi về lạm phát là hỏi về mức giá đấy mà chỉ có một cái mô hình nó nói về mức giá thôi đó là mô hình ADIS đúng không? nếu mà cứ hỏi về giá ấy, có cái lạm phát như thế nào ấy thì chúng ta cứ sử dụng cái mô hình ADIS được chưa? chắc chắn là phải sử dụng mô hình ADIS đấy. thì rồi thì AD tăng đường AD thì phải nhá. ban đầu mình sẽ vẽ cân bằng ban đầu đã cân bằng ban đầu ở đây thì AS nhá là một cái đường dốc lên này, AD là một cái đường dốc xuống này hai đường cắt nhau tại đây. Đây là P này, b không và đây là y không ấy. Tiếp theo đây là gì? Ờ G tăng thì AD tăng, đường ở đây dịch phải. Đây, dịch phải xong nhá, chúng ta sẽ xác định được đây là mức Y1 và đây là mức P1. Ok không nào. Đó. Rồi thì chúng ta so sánh chúng ta biết là gì đây? Là P tăng này. Và Y cũng tăng đúng không? Đấy thì khi mà P tăng các bạn nhớ là gì không? Lạm phát tăng lên nhá lạm phát tăng đó còn khi mà y tăng là gì đây tăng trưởng kinh tế đúng không tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế mà đi cùng với tăng trưởng kinh tế là gì thất nghiệp giảm xuống đúng không đấy chúng ta đã xong rồi nhá đấy cho xong cái ý đầu tiên rồi là lạm phát như thế nào này tăng trưởng như thế nào và thất nghiệp như thế nào đúng không tóm lại lạm phát tăng lên này tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp giảm xuống được chưa đấy, thì đấy là ý đầu tiên tiếp theo người ta còn hỏi gì nữa người ta còn hỏi là À, thì bây giờ là lãi suất như nào đầu tư như nào đúng không? Đây khi mà y tăng lên á, đó bắt đầu xuất phát từ y đấy. Vừa đây mình đang ghi cái dàn rồi. Đó khi mà y tăng lên thì MD sẽ tăng lên đúng không? Đấy các bạn đã biết rồi là MD bằng KI trừ HI đúng không? À, cho nên y tăng thì MD cũng tăng. Mà MD tăng thì đường MD của chúng ta lại sẽ đầu. Đường MD á, khi mà tăng thì nó dịch phải. Khi mà MD tăng thì đường MD dịch phải. Đấy, cụ thể mình sẽ vẽ ra đây cho các bạn nhé là lúc này ý, đường mới đi chúng ta nhá đây đây sẽ là lãi suất này đây sẽ là m này đây là lượng tiền nhá thì đây là gì ms là một đường thẳng xuống rồi còn md là một cái đường dốc xuống đúng không đây hóa thì với đi ban đầu đây thì chúng ta sẽ xác định được là mức y ban đầu y không khi mà đi chúng ta tăng đường đi dịch phải ta vẽ cái md một nhá đây thì phải đây ta xác định được cái cân bằng mới là y y một đi thì chúng ta so sánh ban đầu là y đang tăng đúng không đúng lại chúng ta biết là y tăng đó. thì khi mà y tăng thì xảy ra điều gì? Y tăng nhá thì uh, đấy chúng ta đã biết là y tăng rồi thì người ta có hỏi là người ta còn hỏi là lãi suất như nào và đầu tư như nào đúng không cụ thể đấy lãi suất đang tăng lên thì đầu tư của chúng ta làm sao lãi suất mà tăng thì đầu tư sẽ giảm thôi đúng không hay vì khi lãi suất tăng thì các cái doanh nghiệp ấy người ta sẽ vay ít hơn để người ta đầu tư cho nên đầu tư sẽ giảm xuống đúng không nào đấy tóm lại thì chúng ta đã xong cái ý đầu rồi tóm lại là gì đây tóm lại lãi suất thì tăng lên đầu tư thì giảm xuống đấy và lạm uhm, phát tăng lên này tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp giảm đúng không đấy là ý đầu tiên chúng ta thì ý thứ hai người ta hỏi chúng ta là điều gì mình có thể quay lại cái đề đó gì đây đó là chính sách này ý, của chính phủ sẽ phát huy hiệu quả cao trong điều tiết sản lượng khi mức độ nhạy cảm của cầu tiền với lãi suất là lớn hay nhỏ đây thì các bạn nhớ là cầu tiền với lãi suất là md đấy là chúng ta phải quan tâm vào cái md của chúng ta hay vì của cầu tiền mà đấy cho nên chắc chắn nó sẽ liên quan đến md nhá thì md chúng ta bằng gì bằng ki trừ hi đúng không thì đây cái hát này này nó chính là cái gì hát này nó chính là cái mức độ đấy đây mức độ nhạy cảm của cầu tiền với lãi suất đúng không là lớn hay nhỏ đấy thì cũng giống như cái ví dụ nào ta ví dụ hai đúng không đấy thì người ta cũng hỏi là đây cụ thể là bây giờ ấy sẽ nó sẽ tốt hơn đấy có nghĩa là sản lượng nó sẽ tăng nhiều hơn đúng không khi mà cái uh, mức độ nhạy cảm này khi mà hát lớn hay nhỏ ok không nào đấy thì bây giờ chúng ta sẽ xem vào nhá khi hát lớn hay hát nhỏ đây thì uh, Ờ, cái này ấy sẽ hiệu quả hơn nhá. cái chính sách này ấy của chính phủ ấy hiệu quả hơn hiểu tiên nhá chúng ta sẽ giả sử đi giả sử với hát lớn nhá giả sử uhm, đâu ta? đây mình sẽ để cái bút nhá đây rồi giả sử đi với hát lớn hát lớn mình có thể kiểu là hát tăng lên nhá hát tăng lên thì nó sẽ là lớn hơn mà đúng không hát lớn ấy là h tăng lên ấy thì hát đấy các bạn phải nhớ ấy, nó liên quan đến cái đường nào ở trong cái mô hình ISLM đã đúng không? các bạn đã biết rồi. đó chúng ta phải sử dụng cái mô hình ISLM để chúng ta uh, xử lý cái bài này đúng không? mình có thể vẽ luôn ra đây nhá. ở à đây à, trên đây sẽ là y này dưới đây sẽ là y lớn này. đấy và đây là gì? hai cái đường ban đầu nhá đó là um, LM đi. đây à, thì đầu tiên chúng ta cùng xác định nhé. đó là khi mà H tăng lên ấy, đấy là H tăng cao ấy, nó hát H tăng ấy thì đây sẽ là gì? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường nào đó đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường LM rồi. Bởi vì LM thì nó mới cân bằng trên thị trường tiền tệ, thì mới ảnh hưởng đến cầu tiền và cung tiền đúng không? Nó bị ảnh hưởng bởi cầu, cầu tiền và cung tiền. Đấy, mà cụ thể đây H ấy là một nhân tố trong cầu tiền. Cho nên ấy, cái H ấy chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường LM nhá, được không? Thì nhớ không? Khi mà H tăng lên ấy thì cái đường LM nhào đây, hai các bạn phải nhớ nhá đó là nhá phương trình lm đường đường là gì là một trên h nhân ki trừ m ms trên p đúng không cái này mình đã dạy các bạn là ở chương 4 rồi nhá các bạn có thể quay lại đó và từ đây các bạn sẽ biết là gì đây uhm, đó là ấy hệ số góc của chúng ta đây là đang là k trên h đúng không thì bây giờ cụ thể đang là h tăng đấy thì với với một cái phân số nhá đúng không với một cái phân số khi mà mẫu tăng lên ấy thì cả cái phân số đó ấy, nó sẽ giảm xuống đúng không thì tóm lại ấy, khi mà hệ số góc của cái đường lm nó giảm xuống thì lm của chúng ta sẽ thoải hơn đúng không nào đấy à, khi nhá khi h tăng ấy thì đường lm chúng ta sẽ thoải hơn được không thì chúng ta vẽ nhá các bạn nhớ không à, chúng ta vẽ đây à, đâu ta vẽ đây bắt đầu ở đây là nha là mô hình is lm đúng không nào thì đây sẽ có hai cái cách nhau thứ nhất đây là is nhá thứ hai là M, lm đúng không lm là một đường dốc lên đấy à, thì mình có thể vẽ nhé đây lm ban đầu đây đi và một cái đường lm nó thoải hơn đúng không nào mà như mình đã nói rồi đây là lm không đi như mình đã nói rồi nhá khi mà người ta hỏi chúng ta đang so sánh các chính sách ấy thì chúng ta luôn để cái gì ta luôn là um, cái đường ấy nó kể cả nó thoải hơn hay nó dốc hơn như nào thì các bạn cũng vẽ là nó cắt nhau tại cái điểm này nhá cắt nhau cái, cái tại cái điểm cân bằng á đấy vì chúng ta đang so sánh mà cho nên ấy, cân bằng luôn phải giữ nguyên đúng không thì đây sẽ là gì đây là, là chúng ta sẽ vẽ là gì chúng ta biết lm thoải hơn đúng không đây chúng mình có thể vẽ thoải hơn đây nhá đây là lm một được chưa nào đấy thì khi này là gì chúng ta có đây mức sản lợi y không và mức lãi suất là y không đây ok chưa và đây người ta đang hỏi là cái chính sách này của chính phủ á đó là chính sách mà tăng cái g lên mà khi tăng g các bạn nhớ không khi mà tăng g ấy thì làm ad tăng mà khi mà ad tăng ấy thì cái đường um, is của chúng ta đúng không sẽ dịch sang bên phải thôi đây cụ thể đây nhá is sẽ dịch sang phải đây thành is một đây đi thì nó sẽ được đây cắt tại đây và cắt tại đây các bạn thấy này, với cái đường LM á, đây, H tăng nhá thì LM các bạn nhớ không? H tăng thì LM thoải hơn đúng không? Thoải hơn, đấy. Thì cụ thể đây LM thoải hơn, đây là LM1 được không? Rồi. Đấy, thì nó sẽ cắt hai cái đường này tại đây. Đầu tiên ấy nó cắt LM0 này, thứ hai là cắt LM1 này. Thì cắt LM0 mình giả sử tại I1 đi, đúng không? Cắt LM1 thì tại I2 đi, đúng không? Thì so sánh đi chúng ta thấy cái gì đây? Uhm, chúng ta hãy so sánh nhá. Đó là ấy khi mà À, nó, à, ngân, à đâu, chính phủ thực hiện cái chính sách này thì đã làm cho cái đường IS của chúng ta dịch sang phải cụ thể nó cắt đường LM chúng ta đây với cái LM uh, ban đầu ấy là nó bình thường này, là LM không này và với cái LM lúc sau đó là cái LM mà thoải hơn đấy là khi mà H tăng lên, H càng cao ấy, đấy, chúng ta so sánh là I2 chúng ta nhá tăng lớn hơn cái I1, đó thì chúng ta sẽ biết là gì đây, đấy, tóm lại là gì? tóm lại là cái đường ấy Lm chúng ta ấy mà càng thoải, có nghĩa là có nghĩa là hát của chúng ta mà càng tăng cao ấy thì sẽ là gì? thì cái chính sách tài khoá càng phát huy tác dụng đúng không? trong cái điều chỉnh sản lượng, cái như mình đã nói rồi. Nếu mà cái đường lờ mờ ấy nó mà nằm nó mà nằm ngang luôn ấy, có nghĩa là càng thoải thì cái chính sách tài khoá càng phát tác dụng mà mình đã dạy chương bốn rồi đúng không? các bạn nhận xét là thế nhá. Nói tóm lại là khi mà hát cao ấy thì đây mình có thể quay lại cái đề nhá để mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết luận đó gì. À, chính à, à, chính sách này của chính phủ sẽ phát huy hiệu quả cao trong thời tiết sản lượng khi mà ấy, khi mà mức độ nhạy cảm của cầu tiền với lãi suất là lớn, ok không? hoặc lại là thế nhá Đấy thì chúng ta đã cùng chữa bốn cái ví dụ rồi, đúng không nào? Đấy Thì bài học của chúng ta đây cũng là khá dài rồi đấy. Thì các bạn qua đó các bạn đã hiểu hơn về cái phần này chưa? Nếu các bạn nào mà ấy, uh, thắc mắc gì hay là còn câu hỏi gì thì các bạn cứ để phần bình luận cho mình hoặc là nhắn tin cho mình nhá thì mình sẽ trả lời các bạn, đúng không nào? Đó thì đến đây nhé rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học tiếp theo bye bye